chứ Cường chỉ thích con vịt con thôi. Chứ Cường đang ăn á, chứ Cường chỉ thích con vịt con thôi. Một con vịt sẽ ra hai cái cánh, nó kêu gầm cắp cắp cắp. Gặp hồ nước nó bì bà bì bóp, lúc lên bờ về cánh cho khô. Một con vịt sẽ ra hai cái cánh, nó kêu gầm cắp cắp cắp. Anh này nghe ông giỏi này. Giỏi quá, bữa nay ăn cái gì xanh xanh đó. Khoai lang với thịt vịt đó cô ba. Con vịt con ra bờ ao, một con hai con thằng lằn con cùng nhau cắn đứt cái đuôi, ba con thằng lằn la bản lạ quá ngớ ngẩn quá. Thôi cô ba hát cái gì đó. Đang ăn á, Cường đang ăn om om á. Om giỏi nè, om giỏi nè. Giỏi quá, Cường giỏi quá. Trời, tháo, giỏi đi chơi giới ra luôn này. Wow, ăn giỏi đi chơi nha. Rồi, còn một muỗng cuối cùng đây. Từ nãy giờ Cường đi ăn bún đậu ngon không? Cường đi tới Cường ngủ xong ăn bún đậu Cường ngon không? Hai mẹ nha. Mà sao ăn cái tới người ta vừa ăn xong mình thức à? Ăn vừa xong thức vậy, chưa tính tiền. Nằm dưới xe ngủ đi 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 đường là ngủ rồi. Rồi tới chỗ vừa ăn xong cái kêu tao tính tiền thế mở ngắt kìa. Lột qua cái khẩu để nè, coi đến coi nếu mà một con thằng làm con, hai con thằng làm con, đùa nhau căng đứt cái đuôi. Ba con thằng làm la. Để cắt được ha. Bà nội ăn yếu.